Chan TV. Xin chào tất cả các bạn nhỏ của trường mầm non Tràng An. Hôm nay cô Hoàng Yến rất là vui khi được gặp chúng mình trong chương trình Kể Chuyện Bé Nghe. Trước khi vào chương trình thì cô có một món quà muốn gửi tặng cho chúng mình đấy. Đó là một đĩa táo thơm ngon này. Và những quả táo này có nhắc tới trong câu chuyện Cây Táo mà hôm nay cô muốn kể cho chúng mình nghe đấy. Và câu chuyện Cây Táo xin phép được bắt đầu. Cây táo, mưa phùn bay, hoa đào nở. Ông trống cây táo xuống đất, bé tưới nước cho cây. Mưa tưới nước cho cây, ông mặt trời sưởi nắng cho cây. Gà trống đi qua nói to: "Cây ơi, cây lớn mau!" Thế là những chiếc lá non bật ra. Bướm vàng bay qua cũng nói to: "Cây ơi, cây lớn mau!" Thế là cây nở đầy hoa. Một hôm, ông, bé, gà trống và bướm vàng cùng nói to: "Cây ơi, cây lớn mau!" Thế là những quả táo chín đỏ hiện ra. Bé chia áo ra, những quả táo chín đỏ ngon lành rơi đầy vào lòng bé. Các bạn nhỏ ơi, chúng mình vừa được nghe cô kể câu chuyện gì? Đó là câu chuyện Cây Táo. Vậy trong câu chuyện Cây Táo có những ai? Có ông, bé, gà trống và bướm vàng. Nhờ công sức của mọi người mà cây táo đã lớn nhanh như thổi và cho mình những quả thơm.